Hello, xin chào tất cả các quý khách. Hôm nay quý khách đã đến với kênh là Điện tử gia dụng Nhật của Thanh Quá ha. Mình chuyên bán mấy đồ linh tinh lụng dụng vậy. Hôm nay mình đang test một em Mitsubishi khử mùi diệt khuẩn bảo ẩm Eco luôn ha, sạch luôn. Em là ngoại hình còn 95%, rất rất là đẹp ha. Mình đo chiều dài cho nghe luôn. Chiều cao của em nó là 62 ha. Chiều ngang là 32. Chiều dọc của nó là 22. Ngoại hình là rất là đẹp nha. Đó, xài mọi chức năng ok hết. Mình nó cào qua đây, tốc độ gió của em nó đây ha, nè rất là đẹp nha, rất là ok với khách. Hiện giờ cái này 3 giây nước Eco. Bây giờ mình tạm tắt đây ha, tại vì đặt tới đặt lui nguy hiểm. Đây ở bên hông nó có một cái nút mở nắp ha. Bên nước nè, rất đẹp, không bể mẻ gì hết trơn nha. Bộ lọc còn rất là sạch. Ở đây nó có một cái rồi, nó có quay sách luôn nha quý khách. Lưới không bị bể hết trơn nha, ok hết rồi. Chưa vô nghe nữa. Bên đây là cũng còn rất là đẹp luôn. Này 43 quá ha. Rồi, quý khách nào có nhu cầu liên hệ Zalo, Facebook Chợ Tốt hay YouTube cho mình ha, qua số điện thoại 0939 396 480. Em này mình bán giá mong muốn là 1.300.000 quý khách. Rồi, cảm ơn quý khách đã và đang quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lần sau.